đền. Công bằng, chính nghĩa, chúng tôi ở đây để chứng minh cho mọi người thấy ở đây không có công bằng và ở đây cũng không có chính nghĩa, ở đây chỉ có những người dựng chuyện. Và đây là chương trình Story Xà Lơm, người dựng chuyện. Và để dựng được một câu chuyện mà nó hay, mà nó nghe người ta tin, là chỉ không thể nào mà có hai cái mỏ mà dựng được. Chúng ta sẽ cùng đến với những cái mỏ tiếp theo, vô dựng chuyện chung. Vâng, và với cái mỏ vàng đầu tiên, mình xin giới thiệu mọi người một chiếc mỏ vàng trong làng bỉm sữa. Huynh Phụng, dễ thương. Và tiếp theo một chiếc mỏ vàng nhưng mà không phải trong làng bỉm sữa, Chun Bop. Ôi ôi, quá ngủ em ơi, ngủ quá. Hôm nay là chương trình thông báo với em á, là mình sẽ theo cái phong cách gọi là nông dân Việt Nam á. Rồi mọi người, chúng ta có thể đá một vòng thử coi nông dân Việt Nam ở đâu, công bằng ở đâu, công bằng ở đây, chính nghĩa ở đây nè. Thôi giờ là mình cho khách mời mình giới thiệu ha. Giới thiệu sương sương đi. Rồi, mời chị. Hai mọi người, tụi mình là Huỳnh Phụng và ngày hôm nay mình rất là vui khi mà có mặt trong Story Xà Lơ. Hai mọi người, mình là Chun Bop. Hôm nay mình rất vui khi được đến với Story Xà Lơ. Quá là năng lượng. Chào mừng các người chơi đã đến với người dựng chuyện. Đây là chương trình đưa ra thử thách. Các team phải tìm ra tên của nhân vật và câu chuyện của ngày hôm nay. Và cũng để giúp họ quay về thế giới của mình. Các bạn sẽ được chia thành hai team và cùng nhau vượt qua hai vòng game để lấy manh mối từ mỗi vòng. Sau đó vẽ nên bì trụy từ manh mối được cho để thức tỉnh ký ức của NPC đã giành chiến thắng chung cuộc. Team thua cuộc sẽ bị đem đi hiến tế linh hồn cho lực lượng hỗn ma của vũ trụ để giúp NPC có đủ năng lượng quay về thế giới của mình. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với vòng chia team. Sau đây sẽ có 4 ly sữa, trong đó có 2 ly mặn, rất mặn, và 2 ly bình thường. Hai người chơi nào uống chung ly sữa có vị giống nhau thì sẽ về một đội. Xin mời sữa của tự chương trình. Sữa bò biển hay sao mà mặn. Rồi, xin mời các người chơi tiến đến chọn sữa. Mình sẽ giống nhau. Mình về đội. Em bóc ly ngoài đi. Đi này để bằng đi. Ok, chọn cho em luôn á. Có thể hai mình đổi. Hai có thể là chung đội luôn. Ừ. Có thể chung đội là nghỉ chơi luôn. Vô. Lên chương trình cắt sóng luôn. Nghe cái mùi sao nó mặn mặn pha muối không? Em cảm giác giống như là ban tổ chức bỏ vô đó 1 kg muối. Ê. Ê. Vậy là cái ly này bình thường. Cái ly mà không... Ngọt mà. Em nghĩ là Phụng về đội em sẽ ok hơn. Hơi thất vọng xíu tại vì em cũng không thích bằng lắm. Xin mời NPC của ngày hôm nay. Bà làm dữ đi, xong xét tôi xử lý bà sao. Ôi. Ôi trời ơi. Ôi ôi, thú dữ nữa rồi. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi đầu tiên, trò chơi nhớ tranh. Xin mời tổ chương trình. Wow. Ôi ơi, ơi ơi. Và 5 phút của mọi người bắt đầu. Sau đây là phần câu hỏi dành cho các bạn. Mình đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ rồi. Sẵn sàng. Let's go. Câu đầu tiên. Chủ nhân bàn học đang xem phim gì? Rồi. Báo giảng. Trời ơi. Rồi trả lời đi. Phim Chú Cá Nemo. Chưa đúng tên phim. Yeah, chạy thẳng. Let's go. Chạy thẳng. Ê, lộn tên này má. Mất lượt. Má mới là mất lượt đó, ta chỉ cần nói lại tên thôi, má trả lời sai rồi. Thẳng thơm. Thẳng thơm. Ủa, anh nói tên mà. Bộ phim đó tên là Đi Tìm Nemo. Ôi, sao kỳ vậy? Em muốn đổi bạn, em muốn đổi bạn. Đúng rồi, rào đổi bạn sang đổi vợ, bạn qua đây bạn. Giỡn thôi chung không sao hết. Thằng bé nó bị tổn thương á. Buồn thiệt sự luôn á nha mọi người. Phim đã chiếu
đến thời gian nào? Trời ơi, bao dạng. Trời ơi, đây trả lời coi là mơ đi. 28.2.01. Yeah, đúng rồi, nó sai đi. Câu số 3. Vui sai giọng. Vui sai giọng. Nó sai giọng luôn. Nó sai giọng luôn. Câu hỏi số 3. Với ngôi sao hy vọng từ cả hai team, hai con vật đang xuất hiện trong phim là con gì? Người đơn giản. Con cá Nemo với lại con tôm. Yeah. Thật vô nghĩa. Câu hỏi số 4. Ngoài Finding Nemo, trên bàn còn có nhân vật từ phim hoạt hình nào? Mẹ ơi, đợi lắm. Chưa biểu, chưa có chuyện biểu dạng. Sai hành động thiếu tay bên kia trước rồi. Bên kia trước rồi. Xin mời đội Thẳng Thơm trả lời, khỏi cho đội kia trả lời thêm luôn. Nhân vật từ phim Doraemon với phim Pokemon Bảo Bối Thần Kỳ. Hay trời. Cái này cứ Pikachu, Pikachu không mà trời. Câu số 5. Bức tranh trên bàn đang vẽ gì? Để anh bảo dạng. Trời ơi, sao nó cứ đập cho tôi muốn vậy. Kìa, trả lời đi. Ủa? Sai một cái nữa là cô đánh đau lắm đó. Meanwhile. La lớn. Để cho mình kia trả lời đi, sai. Người ta trả lời sai mình mới biết. Mình dò thử coi là ý muốn trả lời sao. Okay. Đôi khi mình nhìn vậy thôi mà mình không có biết. Ủa, ta vẽ cái gì trời. Làm sao vậy? Sao mới đầu không nói vậy đó? Ý là mình đọc mình có lượt. Vẽ vẽ núi, cánh đồng, có mấy con chim bay bay. Đúng rồi, có chữ. Chữ gì? Có tên Gia Uy với lại Bảo Thi. Đó. Hình con mặt trời nữa. Miêu tả bức tranh vậy là ok chưa? Đôi khi chúng ta miêu tả một tác phẩm nghệ thuật. Tím ơi, thắng thì thắng rồi, phục chưa không phục thì thôi. Thắng là thắng rồi, còn phục hay không phục là thì thôi. Chứ cũng có làm gì được nhau hết chưa? Ok. Câu hỏi số 6. Chủ nhân bàn học đang ăn gì? Trời ơi, béo dạng, béo hình béo dạng. Chương trình chưa báo mời. Ôi, chưa nói gì. Trời ơi, sao xin mời Thẳng Thơm. Xin mời đội Thẳng Thơm. Tên, tại vì tên, tại vì tên này dài quá. Tội nghiệp. Ăn kẹo. Ba đều á. Vậy em có 3 điểm mà sao em hy vọng mà. Ba sao hy vọng luôn. Với lại con tôm. Yeah. À là em 4 hả? Em 5 rồi. Em trả lời 3 câu mà sao hy vọng là 4 chứ sao 5. Sao hy vọng em 3 điểm. Sao hy vọng được 3 điểm lần rồi. Hiểu làm. Ôi trời ơi. Biết trước có kết quả như vậy, tôi gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì. Câu số 7. Màu nào hay được chủ nhân sử dụng nhiều nhất? Bẹo hành bẹo dạng. Xin mời bẹo hành bẹo dạng. Xanh lá cây. Màu xanh lá với lại màu xanh dương. Đốt một màu thôi. Không, hai màu nó xài mòn cái bút luôn rồi. Đúng không mọi người? Câu số 8. Ngày 8 tháng 1 là sinh nhật của ai và mối quan hệ với chủ bàn học là gì? Xin mời. Em bẻo hoàng bẻo dạng. Ngày 8 tháng 1 là sinh nhật của Gia Kỳ. Gia Kỳ, Gia Kỳ là anh của Gia Huy. Đúng rồi, có bạn gái tên Bảo Thi. Ừ, bạn gái đâu, bạn gái, mới lớp 3. 3, 2, 1. Đúng rồi. Chưa chính xác. Ủa? Tặng thơm. Sinh nhật của Gia Kỳ là em của Gia Huy. Tại Gia Uy học lớp 3 mà Gia Kỳ có chút xíu siêu à. Đúng rồi. Ôi, coi như là câu này nhường đi. Thắng ngoài cũng ngại. Câu số 9. Tên và lớp học của chủ nhân bàn học. Ôi, coi như là câu này nhường đi. Thẳng Thơm. Cái gì vậy? Ôi, quên luôn. Gia Uy lớp 3A. Sao tự nhiên đứng đơ cái vậy? Coi tôi lội nguyệt vòng nè, tôi là cá chép mà. Cá chép hóa rồ, lấy người ta hóa rồ lên. Câu số 10. Gia đình của Gia Uy có bao nhiêu người? Bẹo hành lớn. Thôi mình trước, mình trước. Bẹo hành bẹo dạng trước. À, 4. 4 người. 4. À. Tôi sắp khóc rồi. Câu số 11. Tên của ba mẹ và em trai Gia Uy. Thẳng lớn. Xin mời bẹo hành bẹo dạng. Ủa sao mình nói trước mà ta? Mẹ tên Lam. Ơi, 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 mẹ ơi, chưa, chưa có chốt mẹ. Không phải, hai má này nãy nhớ kỹ lắm, xong hai má hả? Thì bàn ăn bánh tráng trộn, má bằng thì giỡn với bà NBC gì nè. Làm sao mà nhớ nổi. Cái gì lim lim lem lem gì á? Mẹ cha tên gì? Bảo Liêm. Sao kỳ vậy ta, sao Bảo Liêm vậy? Đôi khi trong cuộc sống của mình á, có những cái lúc mà trí nhớ của mình á không có giúp đỡ được mình trong những cái khúc này.
Thật ra nó trả lời sai mình cũng không trả lời được, mình cũng không có nhớ. Em có nhớ có chữ làm. Xin mời lượt thuộc về đội thẳng thớm. Bỏ lượt nhớ mẹ gì đâu. Bỏ lượt nhớ mẹ gì đâu. Câu số 12. Vì sao Gia Uy không xem hết phim? Thẳng thớm. Xin mời thẳng thớm trước. Vì sao Gia Uy không xem hết phim? Vì phải học bài. Vì phải đi tiết cây. Tiết cây à. Chút. Câu số 13. Chậu cây nở bao nhiêu hoa? Thẳng thớm. Mời thẳng thớm. Hai bông. Ôi con kẹt con kẹt. Cái thằng ngữ của ta đó. Cái ngữ gì vậy? Cái ngữ gì vậy? Câu số 14. Gia Uy đang thích thằng ai? Thẳng chưa? Thẳng chưa? Chưa làm động tác thẳng. Thẳng nè. Thẳng thớm vậy nè. Xin mời biểu hình kiểu dạng. Đang thích Bảo Ti. Này em ơi đến đây cùng anh. Điểm của hai đội đang như sau. Bèo hình bèo dạng là 8 điểm. Và đội thẳng thớm đang là 7 điểm. Yeah. Chúng ta phải có câu cuối cùng. Câu cuối cùng, câu cuối cùng. Thời gian hiện tại đang là ngày, tháng, năm, bao nhiêu? Thôi. Thẳng thớm. Xin mời. Ngày 25 tháng 1 năm 2024. Đúng rồi. À đúng rồi. Thông minh. Tại vì ở ngoài nó đang tưới cây cho mẹ mà ở trong lịch nó là ngày tưới cây. À. Rồi, coi như là chúng tôi phục biết đi. Sao? Nhớ hoài không biết chữ January là tháng mấy luôn. Bị hiểu lầm á, phải suy nghĩ. Vì điểm của hai đội đang bằng nhau cho nên sẽ quyết định thắng thua bằng trò sùm xì dance. Xin mời hai tuyển thủ chuẩn bị. 3 2 1. Ừ, má này là sao vậy? Má này nhảy nhí. Có thời gian thì không nhỉ? Có thể là có thời gian thì mày đổi luôn được không? 3 2 1. Nó về về. Máu. Trời ơi, nặng lắm. Hai. Từ từ. Chưa mà, cái game còn chưa sỏi vô nữa. 3 2 1. Tại sao giống nhau hoài luôn á? Đừng thắc mắc. Vậy bây giờ là cái sao nghĩa là cái bao? Vô. Vô thì rồi, má nó đặt cái búa hay là cái kéo? Không đâu, chắc chắn là má giống. Ôi chưa. Ôi, nhau nữa liệt luôn. Ê, cái bao bao tôi. 9 giờ đêm rồi con ơi, con cố gắng giúp ba nha. Có gì cho ba về ngủ sớm. Con của ba đang chờ vợ của ba trong đèn dầu nha. Cố gắng đó. Cái này nếu như mà chồng nó đổi. Ê, mình xuống đi cho hai má này chơi. Không, không chơi nữa. Xuống đi, hai má này chơi ba rau luôn đi. Rồi, ba, rồi vô liền ba, luôn. Liền luôn đi. Ba, hai, một. Đó, thấy chưa? Vô cái kết quả liền. Quên rồi, tặng rồi. Giao cuối không còn chơi đâu. Tất nhiên là quá xứng đáng rồi. Không còn gì phải bàn cãi nữa. Rồi, sau đây xin mời hai đội tiến về phía NBC để nhận manh mối đầu tiên. Mấy này làm một đêm là khờ luôn mấy người. Cái này lúc mình đánh tuần xì á, cái má mệt quá, má ngồi gì nè. Ê, hai cái này giống nhau không vợ BD ơi? Hai manh mối, sẽ có một manh mối rõ và một manh mối bị mờ. Gì tao đang thô lô vậy? À, Win là manh mối rõ hơn. Em đọc chữ chạy không? Cũng được. Tạm tạm. Thôi tiên hỏi là tiếng Anh hay tiếng Việt? Tiếng Việt hay sao? Tiếng Việt chứ. Game này mình sẽ chơi tiếng Anh. Có là lộn ngu luôn. Có quan trọng là người ta biết mình ngu thì mù xuống. Có lẽ biết chữ hello không? Ai có chốt không? Ai có là chốt không? À, có thể là đọc chữ tiếng Anh không có chạy luôn. Thế đó. Nhưng mà nói tiếng Anh giỏi lắm á. Tốt cách ít thôi. Today, I'm here. And talk to you. I'm gay, phải không? Biết mấy từ đó. Sau đây, xin mời tổ chương trình mang bộ chữ lên cho các người chơi ạ. Come here. Có thể cái vòng này cho nửa tiếng. Và chủ đề của chúng ta là
động vật có chân. Động vật có chân. 5 phút của mọi người bắt đầu. Bây giờ đôi ra test. Động vật có chân. Em đếm bao nhiêu chữ? Em đếm bao nhiêu chữ xong em chia ra. Không có thấy đâu. Ủa hình như mất chữ hay sao? Con bò trước đây nè. Bò ông nội. Tại tự nhiên cho hai chữ y chi vậy? Gì vậy mẹ? Ê, con bấm nè, con bấm nè. Bá tê lai phải không? Bá tê lơ. Gướm này có bốn chân. Gướm này có bốn chân. Gướm cũng có chân mà má. Có. Nghĩ sao không có chân sao nó đậu? Chứ lẽ nó có cái cánh gì không thì nó đậu. Tí thì cho hỏi lại cái luật chơi sẽ được không anh? Anh ơi, thí dụ như mà nó thiếu chữ thì ghép không được rồi. Đây là cố tình cho thiếu chữ. Thiếu chữ đi anh chị. Đây là vừa đủ mấy chữ có trong cái đó thôi. À ok. Về chữ quen nè, hoa hậu đi. Rồi tiếp đây là con gì ta? Động vật bốn chân. Chủ đề là động vật có chân. Động vật có chân. Động vật có chân thôi chứ không phải bốn chân. Bà này bà tung tin đồn nhảm không à trời. Con tôm đi. Con tôm là con gì tên gì? Phải sử dụng hết toàn bộ ký tự. Con mão đi, mão là con thỏ nè. Ê, trời ơi, ê, có thể là biết nói chuyện luôn, có thể là biết nói chuyện luôn má. NBC biết nói chuyện luôn má. Là cái này có trong kịch bản luôn đó hả? Con không có chú Nguyên, không có chú Nguyên. Ừ, có con cá đi. Chủ đề là động vật có chân. À, ok. Ê, mình bỏ con này luôn đi. Nó đúng nhưng mà nó dài quá. Con chim là bớt. Nó tiêu. B Y rờ giờ nè. Ơi là trời. Con gì? Con mouse, con chuột. Ừ. Một con. Để đi. Sao má làm phiền vậy trời? Bây giờ mày đọc con tiếng Việt đi. Elephant. Còn 2 phút. Elephant là con voi. Con này nó cũng là con mà. Con đùi nè. A fly. Ừ. Chuột. Mouse. Ấy này là chữ mờ nè phải không? Con báo nè. Lagu. Ủa? Lagu là sinh nhật ăn á. Còn 1 phút. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Trời ơi kìa. Có nhiều chưa? Và dựa trên kết quả hiện tại thì đội chiến thắng của dòng này là đội Thẳng Thớm. Thắng thì có thể là do mình, nhưng mà thua là tại vì Quỳnh Phụng. Ủa gì vậy? Ý là hồi nãy là trận vừa rồi là mình nhường thôi, còn trận sau thì chưa chắc. Bông tím hay đợi đấy. Người ta một đống kìa. Đây là một đống nhưng mà trúng một từ của chương trình. Nhưng mà nó bốn con rồi, người ta có bốn con nè. Chứ con này là con Leonatikatan, nó là tên danh pháp khoa học á. Con này con tự chế nha. Đúng không? Giống như là con báo vậy á. Đúng không? Đúng không? Và sau đây xin mời hai đội tiến về phía NPC để nhận thơ manh mối. Bị ngại á, thắng hoài ngại á. Không phải giao tiếp với bà. Chúng ta sẽ tiến tới game cuối cùng của ngày hôm nay. Đó là game ký họa. Luật chơi như sau. Sau khi nhận được manh mối từ NPC sau 2 vòng, các người chơi nhận dụng cụ vẽ từ chương trình. Hai đội phải vẽ bìa và tên câu chuyện của NPC trong vòng 3 phút. Đội nào vẽ đúng và đẹp hơn hoặc lạ hơn sẽ giành chiến thắng. Team thua cuộc sẽ phải chịu phạt. Đúng còn chưa biết. Đúng còn chưa biết đúng nữa. Đúng còn chưa biết đúng hay không nữa, còn phải đẹp hơn. Phải đẹp hơn nữa. Nhưng mà phải nè, phải sử dụng cái này nè. Và 3 phút bắt đầu. Ê, đừng cho bên đó coi nha, đừng có nói gì luôn. Chị cho em chút manh mối đi chị. Ủa làm gì bên đó biết sẵn kết quả hay sao á, sao vô vẽ liền vậy? Không có được nói. Vô vẽ liền vậy? Không có được vờ. Chị đừng nhìn người ta chị. Mình vẽ luôn. Hồi nãy mình đọc được chữ gì mình vẽ chữ đó. Đây nè. Con gì mà chạy, con gì đã tiên đi bà. Mình vẽ cái chiều này cho đẹp ha. Con nhờ, mấy con thú nè. Cậu bé đừng xâm. Má nó sao cứ hay tạo tiếng động vậy trời. Ê, kìa, má lại rồi kìa. Năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ.
Nộp bài hả? Dạ em nộp bài. Bài này 10 điểm. Em nộp bài. Xin mời hai đội chơi đưa cho anh công bố kết quả. Lụa điều và khăn nhiễu, một điều không nên thiếu. Bóng mây, bóng mây. Bóng mây gấp cho chị nào. Ủa biết hả? Vậy gì vậy? Không, tại mấy bé này bị che mắt á. Cái Việt Nam này qua tới Trung Quốc hả? Tay vô kìa. Nhìn là biết ai thắng rồi ha. Ê, đường dài biết đường này. Cái này mà 30 chưa phải là tết. Nè, đúng cái này rồi. Là cái viếng nè, cái viếng nó có veo phủ lên. Nhưng mà không có cá bóng nó bảy màu vậy chưa? Cá bóng tại vì miệng tại là mình đúng không có biết con cá bóng là bà này là cá bóng sao? Ừ, cho nên phải vẽ bảy màu. LGBT. Thôi gọi. Cá LGBT. Hiểu làm. Cũng hợp lý em, cũng hợp lý. Cái cây này là nãy có từ fish không? Chunbot vẽ cái cây nè. Nãy có từ fish. Quan trọng là những cái nãy giờ vẽ không từ fish. Không, bây giờ anh sẽ đọc. Anh sẽ đọc cho em nghe nha. Em bây giờ em không cần đọc luôn. Bây giờ em đọc full nè. Tụi tôi đã giải được rồi. Bà có thấy được không mà làm giải? Ủa đâu có đâu, che nhưng mà giải được mà. Đâu rồi, đâu nè. Rồi? Ngước mắt lên trong người ta mong chẳng thấy là con cá đói bụng nó trong. Bà tắm tới cho ăn. Dữ gì trời. Còn bình thường là bà phải tới bà hát. Đó. Bóng ơi, bóng ơi, chị nào. Bóng lên chị luộc bóng ăn. Mệnh đời trái khấy ta từ bỏ nhân gian là bà mẹ ghẻ bà giết luôn. Ồ. Bà mẹ ghẻ bà thấy cũng nói chung là cũng hay, cũng hợp lý. Đúng xong nè. Thân ở tứ phương chôn bốn góc vườn đó. Chôn bốn góc vườn đó, thân ở tứ phương nè. Thương thay phận nàng đã thương bả cho nên là nó biến thành gấm vóc bạc vàng cho bả đi chảy hội nè. Là con cá bóng. Ồ. Rồi ta du ký sao vải thích đi. Là tại vì cái con nhìn nhện này là nó yêu thằng kia. Không. Nó yêu thằng kia xong rồi xong rồi cái nó bị yêu quá ngàn năm xong nó biến thành con yêu nhìn nhện. Không. Chị. Gì? Tại vì nè. Tức là mình không có nhìn được chữ. Ủa mình đoán nói, được rồi. Nhưng mà mình nhìn được là hồi nãy giờ có quá nhiều mấy con vật là yêu tinh đi. À nãy giờ đó là con vật. Thì yêu tinh nhiều là chỉ có tay du ký mới có yêu tinh thôi. Chứ không lẽ Inuyasha, chứ không lẽ Inuyasha. Ủa nhưng mà thực ra cá bóng này nó cũng yêu tinh á. Biến thành cái đầm á. Ừ cũng chết rồi chuồng nó biến thành cái đầm đó. Giây phút công bố kết quả. Và đội chiến thắng là đội Thẳng Thơm. Phút này ghép cho em tiếng nhạc niềm tin chiến thắng đi không? Nếu như mà cảm thấy bản thân mình chơi không được thì mình đừng có mời bạn tới cái chương trình này. Nếu như mà cảm thấy bản thân mình chơi không được thì mình đừng có mời bạn tới cái chương trình này. Vấn đề là nãy em với chị thống nhất với nhau. Thống nhất gì? Chị em nhiệt tình luôn kìa. Không phải là tại chị, em hiểu không nè. Thắng rồi, thắng 3 vòng luôn, thắng rồi, được ba vòng. Tại sao lại thả like? Tại sao lại thả like? Kìa, má like rồi kìa. Má like rồi kìa. Hai bà này vẽ tay du ký xong. Cảm ơn. Ý là nãy em cũng ghét Phụng á, ý là mình qua đây em giả bộ làm cho Phụng thua. Ờ, anh biết mà. Vậy hả? Ủa? Chị? Không, chị thấy mình thua là tại vì là do... Không phải. Ờ, do mình ý thua. Ý là đôi khi là... Không may mắn. Đôi khi trong cái phút giây cuộc sống của mình có đôi lúc là... Hiểu lầm. Hàng gì em kêu, em dịch thơ thương thay nhện nàng. Cái nó, đúng rồi chị dịch hay quá chị dịch. Thương thay phận này, thương thay nhện. Mẹ vậy nữa rồi đó. Mẹ vậy. Đợi thua bóc. Đợi thua bên kia. Trời ơi bà này. 2, 3, vô. Thôi bóc đi, mất công đủ thừa nữa. Tối gì kia mẹ gì em hồi hộp chị luôn á. Tí em hừng đông gì cả, lầu của số 3. Số 3. Số 3, số 3. Số 3. Số 3 là cái gì vậy ta? Số 3 là lụng. Ý là thua mà tạo nét vậy. Và hình phạt dành cho Tạ Công Bằng và Phụng Lai là quay video lộn mèo và không nói gì cả. Đăng lên story để trong vòng 2 tiếng. Trời, kiểu ba cái này hả? Dễ, chị em làm được. Chị, lộn mèo mới quay cho. Không có đâu em. Tay du ký em cũng dễ luôn, chữ em cũng thơm luôn. Hai đó. Người lộn luôn. Không nói gì luôn hả anh? Ừ, thì cảm ơn Huỳnh Phụng cũng như là Chuyên Bớp đã đến với chương trình. Thì ngày hôm nay thì... đến với chương trình. Đó, ủa? Cảm ơn luôn hả? Thì nói chung là hôm nay AB sung túc cho mọi người một món quà ha. Đó, cảm ơn cái sự nhiệt tình cũng như là rất là vui vẻ của mọi người. Dù thắng hay thua là có mặt ở đây là vui rồi. Còn khán giả thấy vui hay không là tùy khán giả. Anh ta đang nói. Hai người cùng hot mà.
em nói trước đi. Có thể là lần đầu tiên không có hợp tác với mọi người nên là thông cảm nha. Lần đầu tiên hợp tác là sao nữa? Lần đầu tiên mới hợp tác. Đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi Story Seller Người Dụng Chuyện. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Ta là cá bông. Chị Tấm ơi, đợi em.